các thành viên đội bóng đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời suốt 9 ngày. Theo BBC, đội cứu hộ quốc tế tối ngày 2.7 đã tìm thấy nơi đội bóng thiếu niên ẩn náu trong hang động ngập nước. 13 người khi đó vẫn còn sống và vẫn còn tỉnh táo. Trước mắt, bác sĩ sẽ lặn qua khu vực ngập nước để kiểm tra sơ bộ các thiếu niên mất tích nhiều ngày trong hang động. Các phương án được đưa ra bao gồm chờ nước rút, đưa những người khỏe mạnh ra ngoài bằng thiết bị lặn. Một trong những câu hỏi lớn nhất là làm cách nào mà các thành viên trong đội bóng vẫn sống sót sau 9 ngày không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Alma Amerzer, nhà điều phối thuộc Ủy ban Giải cứu Hang động Quốc gia Mỹ, đã đưa ra một số phỏng đoán của mình. Giữ ấm cơ thể. Theo ông Merzer, nguy cơ nghiêm trọng đầu tiên đối với các thành viên đội bóng bị mắc kẹt trong hang là hạ thân nhiệt. Cần vắt quần áo để giữ cho cơ thể luôn khô ráo. Ngoài ra, mọi người nên ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm, ông Merzer nói. Andy Iviser, người từng lãnh đạo Hiệp hội Hang động Anh, nói rằng giảm thân nhiệt có lẽ không phải là vấn đề lớn trong hệ thống hang động của Thái Lan. Nhiệt độ xung quanh vào thời điểm mùa hè ở mức 23-26 độ, khá lý tưởng. Sống sót trong hang động không phải là điều khó khăn, nhưng quan trọng là phải giữ bình tĩnh. Một lý do khác khiến các thành viên đội bóng sống sót là bởi nước dù hang động ngập nước nhưng vẫn còn những điểm cao khá khô ráo để bám trụ. Nếu họ giữ cho cơ thể không chìm trong nước, họ sẽ không chết vì hạ thân nhiệt, ông Iviser nói. Nước uống. Theo chuyên gia Merzer, mối quan tâm hàng đầu đối với những người mắc kẹt trong hang là nước uống chứ không phải đồ ăn. Cần giữ cho cơ thể của bạn không bị mất nước, nhưng hãy cảnh giác với nước bẩn trong hang động. Tiêu chảy hay nôn mửa sẽ khiến vấn đề mất nước trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyên gia Iviser nhận định, việc uống nước bẩn trong hang động cũng chưa thể gây ra nguy hiểm ngay lập tức. Hầu hết nước trong hang động đều có thể uống được, nhưng có thể gây đau bụng, ông Iviser nói. Bill Whitehouse, cựu chủ tịch hội đồng cứu hộ hang động Anh, khuyên những người mắc kẹt nên tìm kiếm nước xung quanh. Những giọt nước nhỏ trong hang có thể là nước sạch, nhưng về lâu dài, đồ ăn mới là vấn đề, ông Whitehouse nói. Các thành viên trong đội bóng có mang theo nước uống vào đồ ăn vào hang động, nên lượng thực phẩm ít ỏi cũng giúp họ trụ vững qua nhiều ngày. Không khí vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đội cứu hộ có thể đưa 13 người ra ngoài. Vấn đề không khí cũng là một thách thức. Nhưng gần như các thành viên đội bóng không phải lo đến chuyện thiếu dưỡng khí, trừ khi nước ngập kín. Hầu hết hang động đều có oxy tự nhiên. Không khí có thể đi vào và đi ra ở những nơi mà con người không thể, ông Merzer cho biết. Nếu nhiều người mắc kẹt trong một không gian nhỏ trong hang quá lâu, lượng khí CO2 có thể tăng lên. Nhìn chung, việc các hang động có mức oxy thấp không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng nó không thấp tới mức nghiêm trọng. Điều này còn phụ thuộc vào cấu tạo của hang đó, ông Whitehouse nói. Vấn đề tinh thần. Những người mắc kẹt có thể có trong tay tất cả những thứ giúp họ tồn tại, nhưng việc giữ bình tĩnh trong bóng tối suốt nhiều ngày cũng rất quan trọng. Đừng hoảng sợ và tìm mọi cách để thoát ra ngoài có lẽ điều đáng lo ngại lớn nhất, ông Iviser nhận định. Đối với các thành viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan, sức ép sẽ đặt lên vai của người huấn luyện. Bởi nếu các cậu bé nóng vội, muốn tìm đường thoát qua các khu ngập nước thì họ có thể mất mạng. Tách Thái Lan, đội bóng, mất tích, thiếu niên, hang động.